Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, chợt trần trắng đen không thể nhìn. Trước đó Hà Lép đã bị nghỉ việc ở Ý Studio và đây là công việc mới. Ui anh ơi, anh dùng điện thoại xịn thế, điện thoại này. À, đâu đâu em gì đâu, anh điện thoại xịn như này anh phải mua cái ốp xịn thì nó mới không rơi được. Anh cứ từ từ nghe em nói đã. Điện thoại xịn như này mà để trần chuồng này là không tốt, giống như kiểu người mà trần chuồng đâu có được đâu. Tại vì chứ tự nghe quảng cáo này. Em hiện tại là em bán ốp rất xịn, nên là anh dùng điện thoại xịn anh cũng phải dùng ốp xịn. Em xin trân trọng giới thiệu với anh đây, em có cái ốp này là ốp đến từ UAG. Ốp này là UAG ốp... là cái gì? Thì nó là UAG. Hỏi nhiều thắc mắc, không mua hàng thắc mắc. Nó là cái ốp này nó chống va đập rất là tốt, nó cứng như đá, anh đập này điện thoại vỡ nhưng mà cứng lực anh coi nhầm, ốp lưng nó vẫn chưa vỡ. Thật bảo đảm an toàn vậy à? Đấy anh thấy chưa đấy, nhưng mà mình không thích cái anh da đen này đâu. Mình thích anh thích trắng trẻo luôn à. Thì em sẽ giới thiệu anh cái loại này, cái loại là cũng có luôn đi săn. Cái loại này nó xuyên thấu trong suốt, anh có thể nhìn thấy nội thất à, mặc như không mặc à? Đúng rồi, rất là sexy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà mình cảm thấy nó cứ bị trắng quá ấy. Mình muốn nó ôi giời, trắng quá không thích thì đen xỉ à? Mình muốn nó có trắng sữa cơ chứ không thích trắng bệch. À thế à? À đây rồi, ôi gì, em có cái ốp này có luôn. Hạt rẻ hơn tí mà lại đeo vào như là anh vẫn dùng, như là anh đeo ai vẫn là iPhone X. iPhone X mắt đẹp không đấy không? Từ của mình thấy từ sữa dê sang sữa bò luôn. Rồi đây là sữa dê đực dê, sữa dê cái. Đây kéo đấy. Anh thấy là em có nhiều lựa chọn, anh thích giữa dê giữa bò, trắng trẻo trong nuột nà rồi đen xì cũng có. Anh chốt cho em đi, anh chốt đi. Thì mình cũng hay đi biển. Mình thích ngắm những cái bạn mặc mát mẻ đi, thì mình sẽ chọn cái nội y xuyên thấu này đi. Duyệt chốt luôn, anh đeo thử vào xem nó có trong suốt không nào. A few moments later. Ai chà. Ui rồi anh thấy nó dẻo, nó núng nính không? Ui còn có cả gem này. Trời ơi, gem giờ nó là mốt rồi đấy. Đấy thấy không? Bắt chen không? Nhìn cầm nó sang lên còn 96 lần ấy. Anh gõ thử xem nào. Đấy. Ai nhấp nha, cái này có khi tay hỏng, ốp chưa hỏng rồi. Anh ơi bây giờ anh đẹp trai mặt sau rồi, anh cũng phải đẹp trai mặt trước. Tức là bây giờ cái điện thoại mà anh có thấy là anh chưa dáng cường lực không? Trời ơi chết, nó mà xước cho thì hỏng hết cả. Nhưng mà kính cường lực của mình là kính tinh tinh rồi cơ mà. Tinh tinh gì? Đây em bảo anh này, bây giờ còn có một loại này nữa, em bảo là anh phải đủ combo đủ cả sau quả chất, như kiểu là anh mặc đồ. Ây da, nó còn chắc hơn cả tinh tinh. Ừ đúng rồi, đây. Được, mình bắt đầu thấy hứng thú đấy. Em giới thiệu anh cái loại này, anh có nhìn thấy nó là cái gì không? Châu. Châu thì sao anh? Có sừng. Đúng rồi, châu thì chó, châu thì khỏe, ý em là thế đấy. Anh nhìn thấy nó có giống ai không? Giống hả? Giống anh, đây em show cho các anh xem đấy. Úi dồi ôi, sừng dài, vừa dài vừa cứng. Ơ đẹp trai, anh soi đẹp trai. Ok anh ơi, thình hình là như thế này, anh ốp cái con này vào là anh sẽ cứng như châu chó luôn ấy. Khoan nhá, em xin nhầm châu bò ấy, nó chỉ là châu bò rồi đấy. Anh ốp vào như thế này là mặt kính này nó sẽ rất là tuyệt vời luôn. Trời ơi, như vậy combo đủ cả. Anh rơi như anh vỡ máy, anh không vỡ được cường lực đâu. Và tất cả những sản phẩm này hiện đang có sẵn tại hệ thống cửa hàng của Savonet. Các bạn có thể click ngay vào đường link bên dưới phần mô tả của video này để có thể biết thêm chi tiết nhé.